sâu vậy? Con này con này ở nhà rộng vậy? Từ từ mất hang nha, lao hang rồi mất. Gần đây phải không? Đúng không? Có lúa mặt nè. Nó lứa. Giờ một quay đó. Quay đây. Này lứa nữa rồi đó. Bự với bầy lưới nhỏ. Lưới nhỏ nhỏ quá bỏ các bạn ơi. Nó dính cái đuôi. Ê coi chừng rút ra chạy nữa nha. Rút vô nẻ rồi đó. Nó quay đầu được mà. Nó rút còn đổ đất lên kìa. Kìa. Nó. Ê con bự hả? Hai mắt quá. Coi chừng nhé, chào ra đó nha, chơi chừng chào ra đó nha. Quay dữ. Còn cái con còn còn con bự hả? Này coi coi chừng nó chỗ anh nha, giò đó. Nè, nó chạy nè. Lấy tay móc cái luôn đi, tới luôn nè. Tay móc nổi đâu. Bước ra đây nè, bước ra. Bước hai tay vịt nó nắm lưng kéo ra. Gọn gàng. Còn nữa đó. Móc ra, coi còn đội nữa không? Lứa thì con mẹ gì đặng nữa vậy? Cho chừng kỹ để làm hang. Nào. Nở rồi, phét len nữa coi. Ngon các bạn ơi. Hết rồi, chỗ qua hang cụt mình đào nó dễ. Hết rồi đó. Chứ không hết dễ gì nó đụng gì đâu. Còn gì là con mẹ nè. Con mẹ ở bên kia. Nhỏ đó. Con đó. Con lớn rồi cho ra riêng. Thank you.
chỗ này hang nhím rồi đó, bỏ đi. Ê, cô dựng hang sau lưng anh nha, có nhím chưa? Ở ngay hang đó luôn đó ông ơi. Chỗ ngay hang sau lưng ngoài đó không có nhím kìa. Nguyên bài lứa nha. Thì bài lứa hồi nãy đó bắt được đó. Bắt được nửa bài rồi, nó quẹo bên kia. Đặng lớp rồi, đặng lớp thôi. Đây là khui luôn. Còn tới xa chứ chạy. Chưa trơn mà dội hả? Vậy là nhiều quá. Thì tới ngay cái hang lên mà ngay cái hang mình nhém luôn á. Lên cái chai luôn. Nãy nó bay lửa nè ha. Nó nhồi hết trơn giống kìa. Xuống hàng cùng mà này nó nắm đuôi hết. Rồi, tới ngã hai hả? Hơi bị căng nghe. Qua anh kia trước đi. Xảo cái đào nổi cái chuột này kìa, lên ruộng luôn á. Về ồ chạy ướt nhẹp nó luôn kìa. Cái này trước không? Ừ. Ôi không nó lên bớ chừng ra nghe. Còn cái hang đi tới nữa trời, cái ruộng luôn. Bầy này dữ lắm rồi, bộ phim bầy cưa lứa nữa. Nhưng mà hang qua đây ra chưa? Chưa hết nữa đó, hang gà gụn nữa. Ở trong gieo à? Hang gà gụn hết chưa? Chưa. Chưa. Ờ, khét đó đó. Nó. Rồi hết đó. Hết gì là rút về đây nè. Gì rút qua đây hết rồi. Cái này nè. Chuẩn bị lú đầu nè. Ra luôn đi. Đó, chạy qua chạy lại luôn. Nó tụt qua đây nè. Ừ, nó chịu chạy qua chạy lại đó. Kéo hàng bên đây đi. Ê, nó, lú đầu đó. Cho nó chạy ngoài dập luôn, quay cho nó. Cái hàng bên đó có chừng... Nè, nè. Đừng vô hàng mạnh lắm. Chạy, quá có mình nên nó sao trời. Dễ vậy, còn mẹ nữa mà. Hết thằng kia cái đi. Nãy tao quẹo, đào lên đây đào vòng. Cũng vậy hà, nếu mà đào bên đó nó cũng phải đào vòng lại hà. Chứ tới đây vòng rồi nè. Còn tới nữa gì kìa. Còn nữa kìa. Còn hang tới nè, còn hang trẻ qua đây nữa nè. Vậy là bên đó nó vòng qua đây lại.
quá. Chuột này nó đào như địa đạo vậy đó. Nó chuột bự. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ê, kìa. Dính cái đuôi mà ơi, chuột chạy luôn. Nãy vậy ăn nào vậy? Ăn bên đó gì đó. Còn cái hang ếm bên đây để hai quay lại. Ê, nó chục bự nữa. Ừ, hai bầy hai ba con luôn. Con này bự đã. Con nãy chạy cũng bự lớn hơn nữa đó. Ừ. Chơi xong nguyên bầy chục bự đó mới đã nữa. Ê, nó. Trời ơi, chậu. Ăn đi được chưa? Nhóc chân luôn. Đuôi bự bự không kìa. Ngon rồi, cái này hai ba bầy luôn rồi. Kìa, lúc nọ, lúc đuôi. Nó, nó. Ôi, cái bầy này bự hơn bầy trước nữa. Trên đây con nè, trên đây con nè. Ê, dạ, dạ. Nhào đầu luôn. Ê. Còn nữa kìa, còn lúc đuôi nữa. Còn lúc đuôi nữa. Cái bầy chuột quá trời lắm. Bởi vì theo nó rồi đâu có ổn. Ê, chụp tỉnh lại coi, thái độ chút xử lý lòng cộng lắm rồi đó. Khá là công can ha. Chụp chuyên nghiệp. Ê, ê, chuột bự nữa. Trời ơi, hang này ba con bự luôn. Dồn. Chà quá con chuột luôn các bạn ơi. Cũng lan hay vậy. Như chuột cống á trời. À. Đâu rồi, thấy gì đâu. Ủa, ơi. Giấy luôn. Đâu phải. Giấy. Giấy luôn, giấy. Giá này chắc rẻ không á. Công giờ chẳng hết. Cú nu mà rẻ gì. Bỏ bị. Mới đẻ xong cái gì nè. Vú không nè. Trời ơi, ba con bự trời. Chuột giái mà đẻ xong rồi. Không rồi ơi. Vú nè. Cái. Ừ. Má bậy là ba con bự trời. Có hai con bự nha. Con bự đắng á. Ba con bự. Hai dính hai con đắng á. Nãy giờ dính hai ha, ba con bự rồi. Hai con bự rồi đó. Vậy là này hai bầy nó dồn hang rồi. Rồi chết luôn rồi. Nghe gì gập gập xương vậy đó. Chết đồng lại trời bay chưa bị bắt chuột gì mỗi tay vậy. Quá các bạn ơi. Mình tính xử lý rồi. Còn cái hang ở đây chưa bắt nó gì nè. Ờ chưa nữa đó. Nó vòng qua luôn, mới vòng qua luôn á. Vòng đó chắc bắt đầy bị luôn quá. Ê! Nó. Ờ không kìa, không cho. Ok. Ê, chụp chuyên nghiệp chí coi. Chắc nữa giờ nè, cộng cộng. Thơm rồi. Chào bác các bạn ơi. Nó chỗ rồi đó. Chưa. Á nhiều quá bị dội mà. Hết rồi đó. Hết rồi. Trời trời, ủa má bầy nó bự nhiều dữ vậy? Hết còn hai ếm nữa đâu. Ba bốn con chuột bự luôn, nguyên bầy chuột nhỏ luôn. Này nè. Hai bầy chuột trơ lận. Cái bầy qua bên kia nãy là nhỏ hơn bầy qua đây này. Có hang nào đào đi. Tới luôn, tới luôn. Nó ở nguyên cái da phả của nó, cái ba đời gì đó. Đúng rồi, nãy con bầy bự nữa kìa. Này dồn rồi các bạn ơi. Bự nữa kìa. Con bự này con bự khác chứ không phải là con bự bên kia vô nha. Con bự vô nằm hang bên kia kìa. Trời kiểm tra vú mớp nữa kìa. Tôi sắn bộ chết luôn đấy. Tôi sắn bộ thấy ra máu rồi đó. Con này dạng gái 18 chưa có. Rồi sắn bể đầu hết rồi. Tét cái đầu. Nè, có máu. Bụng hang luôn hết vậy kìa. Cắn hang chuột luôn bởi vì chạy đâu nổi. Rồi dì ém đó con một hết luôn rồi đó. Còn không? Đúng không? Còn hang tới không á? Trời trời. Bốn con chuột bự. Bốn bự bắt với ba con, còn con chạy ngoài. Với một bầy chuột nhỏ luôn. Lập cái đất nó lên đi. Mười mấy con chuột nhỏ à. Lập cái đất nó lên đi rồi đào hang nữa nè. Hấp lên đựng ra đựng đây hấp lên con. Trời ơi bắt được luôn mà. À, tao cảm ơn luôn á. Ăn hết trơn lúa luôn rồi. Bây giờ nó chạy nhâm rồi ruộng ở đây ăn trống lỏng luôn. Đâu? Đào tiếp luôn đi. Đâu hang đó đâu? Nó nhém sình ngược á. Em nè. Trời bầy dữ lắm luôn mà. Nữa hả? Lại đi. Có nữa rồi nè. Nhém hết lên đi. Vậy là nguyên bầy nó nữa nè hả? Không còn hột lúa luôn nè.
bắt con chuột nãy chạy vô nãy nè các bạn ơi. Khoan, từ gì gọi nữa nè, con thấy từ lưa cho người ta. Khoan để tôi phép này ra. Gượt theo con chuột hồi nãy rồi bây giờ chắc là nó vô ngay hang chuột mới nữa hay gì nè. Nguyên bầy. Trời ơi, hang của kìa. Ê, sao con? Nó xuống hang này không ta? Bà banh vô con bao đi, coi thấy đó. Ơ, con rắc bó lên đây đi. Không, 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 không có đâu. Không có đâu, nó xuống rồi. Đây nè, ra ngoài, để kẹt nè. Đây nữa nè, bên bên đây trước đi. Dám một đám với hang dưới đó thì đừng cho nó nhổ xuống. Ừ. Cái lọc ra xa xa nữa. Thôi vô chạy vô nè, con chuột nãy chạy vô nó nhẹp nè. Cắm xuống trời, trời trời, cắm xuống trời. Hang đi ngang nữa nè, coi đây nè. Ôi, lứa nữa kìa, nguyên mày lứa nữa, gần nữa nè. Nữa hả? Vô nữa nè. Vậy là con chuột bự chưa bắt được, phải bắt được về chuột lứa nữa rồi. Lứa nữa rồi, thêm con bự nữa nè. Vậy là hang này dự đoán là khoảng 2 con bự nha. Cái thằng hang bên kia không biết mệt. Nó, chạy đó. Kìa, kìa. Vừa hang nữa à? Ê, chạy nhấp cho kẹo. Ê, đâu rồi? Rồi. Đây nữa nè. Con nữa nè. Chạy hang đạo mệt lắm, con bự gì nè. Con bự đó chạy nãy gì đó. Con bự này còn nhỏ hơn con nãy. Còn con bự nữa đó nghe. Con bự trời, chạy chín ngắt luôn kìa trời. Bóp gì vừa thôi can. Cho nó xà xuống như trời đánh rồi, sáng nổi. 50-60kg đó nó xà. Này, tới này nha. Ok. Kìa, hai gì ăn đứng như trời. Còn cái bầy lứa nè. Bầy lứa này là có bự nữa nè. Bầy lứa này là lứa riêng nữa nè. Nó. Lứa này sao? Để đi chút đi. Về đảng này có răng tới rồi. Nhà nó hết rồi đó. Hết rồi, còn nè. Để bầy lứa này không có bự sao? Cái hàng dưới còn nội sâu đào nè. Chuột không lẽ nó ở cắm vậy sao? Không phải hàng chuột đâu, hàng gì đó. Hàng gì vậy? Bỏ đi rồi. Đây đây đi. Đó hả? Cái gì biết cậu nó cắm khúc nó quẹo lên thì sao? Kệ chạy ăn con thì căng, kệ. Rồi vô hang luôn. Kệ đi, kệ đâu hả? Trong lòng quá. Trong lòng ra. Nó có cái lỗ nào nó bị ấy bự hả? Nó xuống nó lên lại nè, thấy không? Đây nè. Hàng xuống là một hàng ếch nữa. Đây ếch nhóc. Nhóc kìa kìa. Bọc lên luôn rồi nè. Lên lại rồi. Nè, hàng đứa con ếch đó nghe kìa. Nó theo không? Xuống lên lại rồi kìa. Rồi, chỗ nghe hang lên luôn. Rồi, ướt nhẹp luôn kìa. Nhớ bên đây còn hang đầu, hang bên đây chứ đây. Ướt nhẹp luôn, lụm rồi. Hang này vô rồi. Nói chỗ này còn hang nha. Hang đây chứ đây. Rồi chá nắng quầy không thấy rõ. Rõ. Mẹ nữa đó, bự nữa đó nghe. Ta nãy hang nào chuột nó vô, ta ém cục đất lại đi, đừng cho nó chạy vô nữa. Để nó tung ra nó chạy vô hang nữa. Tớ đuôi rồi nè. Không. Ê, đuôi kìa, đuôi. Ê, bự. Đuôi bự kìa. Bự. Bự không? Nào á. Nè, khét đi, khét từ từ quá kìa. Rồi tới luôn rồi. Ê chừng đến chỗ kìa, hang có hang nhém đó. Phét hết nhẹ thôi, mỏng thôi. Đó. Trời ơi chục lứa gì mà. Bự. Đạp lên văng, ngay đó. Rồi, ngay cái đuôi luôn đó. Ba đuôi đó. Nó nắm đuôi kéo kìa. Mấy đuôi. Hai đuôi bự luôn nè. Hai đuôi bự hả? Ngừng đuôi. Ê từ từ nha, bự quá là không lại. Hai đuôi nè. Giọng bắt chứng coi, còn chạy con chụp. Hai đuôi nè. Nắm hai đuôi ra luôn, hai đuôi luôn. Lứa mà còn một đuôi bự nè, cầm ấy đuôi này sao lứa được.
Dạ, ngày sáng dạ. Chuột bệnh muốn ra mà. Ủa lứa bự dữ vậy đó. Lứa. Lứa bự không chạy. Không lên luôn nha. Ừ, con cái cầm gì chết chuột phải rồi, bóp họng không à. Tôi cầm trên cái chốt đầu không quên. Nhảy hàng nhém đó không, tự dở chạy ra lộ gượng thấy bà nữa. Rồi bỏ vô đi. Dính rồi. Con đầu tiên á. Nó không có đường đi nữa. Con này hang của nó nè, bây giờ nó biết ổ nó chui sâu. Bốn năm con đời nữa. Đúng không? Nghe hang đụng rồi. Tới nữa hả? Chết. Nè phải mướn cái gù bè nhỏ nhỏ ha. Hang tới kìa, hang tới kìa. Được theo con kia mà bắt theo được 4-5 con nữa rồi nữa. Nhưng mà xíu về tiếp các bạn ơi. Rồi sau khi vô săn vô nước đầy đủ và tiếp tục đào nha các bạn. À, bị luôn rồi mà tại cỏ không à. Thấy. Để chút về đổ ra. Kìa kìa chạy ra con kìa kìa. Đập đầu đi. Thấy chưa? Nó đâu đây có cái lỗ lủng nè mày ơi. Đâu mà cho chết con đi. Thấy nó ủi ủi ở đâu đây nó ra. Chui qua được luôn á. Nè, cái lỗ này nó bự hơn nè. Gan chủ yếu á là mày coi ha, hang hai bên giống gì nè gan, biết đây chi đâu đào lạc rồi đào lại. Con nào rồi? Này một bay nữa nè. Nó qua lại thì không nói, sợ nó xuống tầng trên tầng dưới nó khó. Khô quá vậy. Tại mẫu thì khô cao rồi. Tới đâu rồi? Mà không có chục con. Đi đâu rồi, nó bự rồi đó. Kêu Cang đi coi về nhé, đi nhé. Chưa. Nó lăn lứt luôn rồi đó. Là. Thơm. Chạy nha. Đó. Chà bá luôn. Chụp chúng tôi không à, sao nó quay lại nó táp. Bự rồi đó, con bự rồi nè. Kìa nhỏ quéo quẹo không biết chuyện gì xảy ra luôn kìa, đứng ơi đứng chăng luôn. Làm đi lẹ. Vậy là có con chuột bự ra không có bè lứa hả? Con này đúng không? Bè lứa này là lứa bự đó nha. Có hả? Mấy lúc đâu đi rồi mà.
có lứa, có lứa chạy trước chứ mẹ không chạy trước được. Tới luôn á. Không, tới đó kìa. Đúng đó, tới bên đó luôn hang đó kìa. Cứ đụng đó là ra nghe hang miệng nhém rồi đâu còn. Đâu? Ô, gì hết rồi đó. Còn nữa đó. Còn nữa không? Tao gọi rồi. Con lứa đi trước. Ừ. Ê, bắt. Bự kìa. Đụt nhí tao nó rồi mà. Nắm đuôi kìa. Nhảy nữa kìa. Nắm đuôi quay á, nắm đuôi quay á. Nè, nè, tới đây nè. Nè, lúc đầu lên nè. Chạy. Chạy. Đi cái bài này nó phá không nội ơi. Chạy. Nắm mà nắm chân cái. Đó phá dữ á. Ừ. Điểu chân kìa. Càng chụp chuột xíu chưa hả? Có hai con mỗi người đó. Chú buồn cái này tốt nè các bạn. Yeah. Chú Ly cầm cầm cái con cào lên đầu tiếp kìa. Chưa mất giới. Ngoái lại kiếm hên nữa hả? Trời, đủ hai con mình có vốn đâu sợ lỗ nữa đâu. Còn lên kia. Rồi mày lứa này có mấy con sao? Chưa mấy chiều bỏ đó các bạn. Chưa chiều nữa. Còn hang này nữa. Đâu lội ra hoài vậy? Hết rồi. Hai chục bự nồi nè. Hai chục bự tiếp. Tiếp tục nữa các bạn ơi. Hang kế kế không nữa nè. Hang đó mà đào lấp tới từ ngày luôn nè. Biết cái hang nó dài cỡ nào rồi. Nó ướt nhẹp nhâm luôn kìa. Kì có hốc qua đi hai cái con mày ra mày. Bự nhỏ. Lứa bự. Lứa. Lứa khủng nè. Lứa hay chục mẹ nghe, thấy giống chục mẹ luôn vậy. Lứa, lứa, lứa tư rồi. Cái nọc đấy. Thì lứa dữ luôn rồi đó. Có là dữ đó. Có con một quá. Con một gì đáng sao? Một em. Vậy là hàng này có con à, mới vô ở à. Đúng rồi. Phép chỗ rồi hàng nhém luôn. Đó. Hàng này hàng riêng rồi. Để chở thêm con một đó. Kìa có hàng lên kìa. Nó lại chạy ra hóng xuống nước bắt không dễ. Mấy mương.
sao rồi, sao phép hoài vậy? Lên thay giá rồi nữa các bạn ơi. Kiếm hàng khác thôi. Rồi gặp hang ngay gốc mẫu nữa các bạn ơi. Hơi khó đào nhưng mà chuột có là nhiều lắm á. Chỉ sợ chuột nó ở đây nhiều không? Tập mấy nước nè, ăn người ra uống cái bên luôn. Để ở trên mẫu kia không có nước uống. Bon bon vậy. Sao có nhu cầu quảng cáo đậu đắt mướn không? Giới thiệu luôn chưa? Đấy luôn. Mướn này nhảy xuống thì chết rồi, chạm hỏi. Ồ, quá trời luôn rồi kìa. Nhâm hết trơn kìa. Ồ đó. Tới luôn, bỏ dưới đi. Tới luôn. Ồ, bức cục đó luôn. Hết luôn hả vậy? Quê vậy? Ô, quay ra đi, bỏ đi. Đây khó đào. Tới luôn nha các bạn. Có hàng các bạn ơi. Thao quá đào luôn. Lửa ê, nó chạy ra mương bây giờ đó. Hang. Đâu vậy? Mày đó có hang không Càng? Thôi chừng nó chạy ra mương đó nha. Đưa em đi. Nó gọi chạy lại kìa, chạy lại kìa. Chạy ngược lại phải không? Ừ. Rồi đứng dưới đó canh chụp luôn đi. Đâu không thận tới luôn rồi. Thôi thử hang mới được. Nó lúc tới rồi đó. Còn bên đây còn cái hang tới đó cái gì nè. Không? Còn. Nãy nó chạy chạy hang cặp mé dưới đó đó. Bự rồi đi. Nó lứa
được nữa không? Tìm đâu? Đó. Đâu hả? Chặn lại đi. Em đây. Ê, nó chào lên nhóc cho luôn kìa. Nó. Nhím mày. Có bự nữa đó nghe. Nhảy mươn con nữa kìa. Vô hang hết rồi, hai con. Lứa cũng non rồi trời. Vừa ba con. Chạy nó con càng mất chín không? Vô hang rồi. Ở đâu đụng đụng nó. Có bự đó nha. Dưới lên cạo lên. Kìa, nhìn đâu vậy? Anh phét nhỏ nhỏ được rồi đó. Nó chưa chơi mà dội là thôi mà nghe. Ê kìa. Ê, nè cán lụm lẹ. Lứa bự không mà chờ, lứa ngon lắm nghe. Hàng quá, anh sắn lại cái cạch lỡ chạy ra liền á. Con bự chạy nha. Con bự đó, mày có bự đó. Thằng bự chạy nha. Nó. Ồ, ba con, bốn con luôn, xuống lớn con nữa kìa. Một bầy luôn á. Tự nhiên khui lên hết luôn rồi. Con xuống lưng cái gì vậy? Có được mấy con? Hai con, bốn con rồi đó. Con luôn năm con. Đâu hay vậy? Bỏ đi, nhỏ mà, lứa mà. Nó cạp cái đầu, nó cạp đầu thằng kia kìa kìa. Mẹ con chưa bỏ vô để nó cắn. Ông nội ô, khu ghê nguyên bầy mà để hai con mà trời. Con mẹ đâu ta? Con mẹ đó. Con mẹ cũng có nha. Lứa là cái bự luôn. Nguyên bầy đó mà nè. Kìa hốc. Tôi trong lòng chạy ra được rồi bỏ. Con nào trong lòng lọt ra được bỏ đi. Nhỏ. Nguyên bầy này mà nè, tới lúa chín thì chết bao nhiêu trời. Cùng lúa cái gì? Chục mẹ đâu, lẽ chục mẹ xuống hang bên đây hồi nãy. Mẹ sao đi? Bỏ đi cũng ngoài đi. Đừng có đào lắm, tại vì có cái mương nè. Bắt được bài lửa nữa bạn ơi. Rút rồi, đây chơi đào khó ăn quá. Ngoài mẫu dễ ăn hơn. Kiếm số nữa về luôn rồi.